Rồi, hello Ken Audio, xin chào anh chị các bạn. Quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha. Thì như chúng anh chị thấy đây á, là một cái bộ mixer F4 ha. Đó, đi kèm với một con mic BM900. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị các bạn cách mà mình lắp cái bộ mixer F4, cũng như là cách mà mình hiệu chỉnh làm sao mà để cho mình hát livestream hoặc là thu âm lại nó hạn chế ít bị vỡ tiếng nhất nha anh chị các bạn. Lưu ý là giúp em là cách em chỉ sắp chỉ tới đây á, là em sẽ chỉ anh chị các bạn làm sao mình chỉnh làm sao để cho nó hạn chế cái tình trạng mà bị vỡ tiếng nha, là ít bị vỡ tiếng nhất. Rồi nếu như mà anh chị các bạn là những người xem vừa mới biết đến kênh Ken Audio của em thì hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông nha để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới ha. Rồi không nói nhiều nữa, xin mời anh chị các bạn cùng à quên nữa, thì ở đây nè, trước mặt là một bộ đầy đủ. Thì nhưng mà anh chị khi mà nhận nhận một cái bộ mixer về, anh chị khoan hẳn bung nó ra hết như vậy nha. Tức là bây giờ em bày ra đây để cho anh chị xem thôi, còn tiếp sau á là anh chị lấy từng món lần lượt ra theo cái hướng dẫn của em, đến đâu thì anh chị lấy đến đó, chứ đừng có đổ một lúc ra như thế này thì nó sẽ hơi nhìn nó hơi bị rối ha anh chị bạn. Rồi bây giờ mời anh chị bạn cùng bắt đầu cùng xem nha. Ở đây á, thì em lấy ví dụ á, là khi nãy em lấy ví dụ là cái con mic Wachan BM900 này nha. Nhưng mà cái cách lắp này á, anh chị các bạn có thể lắp được cho toàn bộ tất cả các cái loại mic khác nhau luôn nha anh chị các bạn. Đó, đây là thì em lấy ví dụ là con mic này thôi, nhưng mà cái cách mà em hướng dẫn đây anh chị các bạn có thể lắp cho toàn bộ tất cả các cái con mic mic khác luôn. Rồi đây thì đầu tiên anh chị bạn mở cái hộp con mixer ra, mình sẽ lấy cái hộp mixer ra và trong cái hộp nó sẽ có luôn cái dây nguồn như thế này ha. Rồi anh chị sẽ lấy cái dây nguồn nè, đầu tiên mình sẽ cắt nguồn cho nó ha. Thì phần đầu là em sẽ hướng dẫn cách lắp, rồi cái phần mà gần phía sau á em sẽ hướng dẫn cách chỉnh đó, chỉnh làm sao mà cho nó ít hạn chế mình thu âm livestream á, nó đỡ bị vỡ tiếng nhất nha anh chị bạn. Chứ mà mixer này mình không biết cách chỉnh á mà mình cứ đẩy maximum hết tất cả các âm lượng lên ha, là nó thu âm livestream ra nó rất là dễ bị vỡ tiếng nè, là do cái cách mình không biết chỉnh nha, chứ không phải do cái bộ mixer đâu. Rồi bây giờ mình lấy cái đầu này nè, anh chị bạn lật lên thấy đây nó sẽ có cái đầu nguồn đây, và anh chị bạn lưu ý là mình nhớ à, nó có mấy cái lỗ này, nhớ bỏ vào cho nó đúng cái khớp của nó nha. Rồi đó, sau khi mình cho vào khớp rồi bắt đầu mình xoay này lại. Đó, cho nó cố định lại. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy cái này cắm vào cái ổ điện. Rồi sau khi cắm vào ổ điện rồi, bắt đầu ở đây nó có nút nguồn nè, chỉ các bạn bật lên đó, thấy cái đèn đang bắt đầu nó sáng nè. Rồi đó, tiếp xong cái phần mà mở nguồn, bắt đầu mình lắp tiếp dây, thì dây micro vào. Rồi tiếp theo á, anh chị lấy trong cái hộp micro á ha, thì lấy ra cái con mic này và em cũng bỏ luôn trong micro, là em bỏ luôn cái sợi dây như vậy đó. Bắt đầu anh chị lấy gắn vào đây, cũng nhớ là cho nó đúng cái khớp của nó nha nè. Đó, rồi mình đẩy vô. Rồi khi mà đẩy vô nhớ nhấn cái nút này xuống, rút ra cũng vậy, rút ra thì nhấn cái nút này xuống rồi rút ra. Rồi còn cái đầu này, đầu này anh chị các bạn sẽ cắm vào cổng này, rồi cũng nhớ là cắm cho nó đúng nè, nó có ba cái chấu ở đây thì mình cắm sao cho đúng thứ tự ở đây đó. Rồi rồi xong cái phần micro nha, giờ là chưa có chỉnh nha nhanh chị bạn, giờ mới đang hướng dẫn cách lắp thôi, cái tiếp sau á mới hướng dẫn cách chỉnh nha, từ từ. À, và cái cách đó để cầm mic cho đúng á, thì là anh chị các bạn sẽ cầm ở cái mặt mà nó có ghi cái mấy cái chữ, cái tên thương hiệu đó đó, và cái mặt mà em đang chỉ cái hướng mũi tên vô đó, thì anh chị các bạn sẽ hát vào cái mặt ở phía cái mặt đó nha. Rồi bây giờ cũng trong cái hộp micro luôn, em bỏ chung luôn, là đây là dây chia tai nghe nè, và cái này là dắt chuyển số ly, thì em gắn vô đây cho anh chị các bạn luôn rồi ha. Đó rồi bây giờ anh chị bạn lấy cái dây này có hai chia hai đầu tai nghe và một cái dắt chuyển số ly như vậy, anh chị các bạn gắm vào cái cổng đây, cái cổng trên này nè, cái cổng trên này nó ngay đây nó có ghi chữ phone nè đó. Bây giờ nhìn qua camera thì không thấy, nhưng mà khi anh chị bạn nhìn bằng mắt thường ở trên đây nó ghi chữ phone, tức là cái cổng để gắn tai phone là cổng này, gắn vào
Đó, nhớ gắn cho nó nghe một cái tạch tạch xuống nó sát như vậy nha, thì nó mới ăn vô được. Rồi, còn hai cái đầu này anh chị các bạn sẽ gắn tai nghe. Đó, gắn hai cái tai nghe vào đây để nghe hai người đều được nha. Đây thì cái đây là con tai nghe được tặng kèm trong bộ nè. Đó, thì anh chị các bạn nào mà mình muốn có con tai nghe nào tốt hơn, nó xịn hơn thì mình có thể thay thế, mình dùng thay thế vào. Thì đây là con tai nghe được tặng kèm trong bộ. Đó, bây giờ mình lấy con tai nghe này gắn vô đây. Đó, gắn thì nhớ cũng gắn đó cho nó nghe một cái tách như vậy, cho nó vào sát như vậy. Đó, thì là ok. Rồi tiếp theo anh chị cũng trong cái hộp micro á, anh chị lấy cho em ra hai sợi dây này. Là để bắt đầu mình sẽ dây này là để dùng để livestream thu âm nè. Rồi đây, hai sợi dây này đây. Rồi cái sợi này á thì anh chị các bạn nè sẽ cắm vào cổng đây, trắng theo trắng, đỏ theo đỏ nè, cổng trên này. Đó, rồi còn cái đầu ở đây, anh chị các bạn sẽ lấy dây này. Đầu tiên trước khi đó anh chị kiểm tra giúp em là cái cổng công tắc ở đây nè, luôn gạt cái nút này nè. Đó, gạt về cái phía bên hướng có một sợi dây này nha. Rồi tiếp theo là anh chị sẽ lấy cái đầu màu hồng. Cái đầu màu mà những cái đầu nó dư ra kệ nó nha, không dùng đến. Thì mình sẽ lấy đầu màu hồng này mình cắm vô cổng này nè. Cắm thì cũng nhớ cắm sát vô. Đó, cho nó sát vô vậy. Rồi, còn cái đầu này. Đây, lấy cái đầu màu đen mà nó có cái chui nha anh chị bạn, chứ không phải cái đầu màu đen mà nó bị hụt vô vậy đâu. Cái đầu màu đen có cái chui này nè. Hai đầu này không dùng đến. Cứ kệ nó. Rồi, lấy cái đầu này thì mình sẽ cắm vào cái điện thoại đây nè. Ví dụ cái điện thoại này là em dùng để quay thu âm livestream. Thì lưu ý một điều nữa là anh chị các bạn nhớ gỡ cái ốp lưng điện thoại ra nha. Nhiều khi cái ốp nó dày quá, nó vướng, mình không có gắn cái dắt này sát vào cái điện thoại được. Thì mình gỡ cái ốp lưng ra rồi mình hẳn gắm vào ha. Bây giờ đến cái phần mình sẽ kết nối Bluetooth với con Mixer F4 đây. Thì bây giờ anh chị các bạn lấy cái điện thoại số 2 nè. Đó, mình bấm phần cài đặt. Rồi bấm vào Bluetooth. Ví dụ như Bluetooth của điện thoại của em thì nó đang tắt này, nó để chữ tắt nè. Bây giờ anh chị bấm vào đây để mở lên. Rồi nó bật nè. Rồi bây giờ cái tên Bluetooth của con Mixer F4 nó sẽ là BT201 Audio. Đây là ở đây nè. Đó, bấm vào rồi. Nó ghi là đã kết nối rồi nè. Rồi bây giờ anh chị bạn thoát ra. Đó, hát ra rồi bắt đầu lát nữa. Khi mình cần hát mình bấm lên YouTube rồi mình mở nhạc để mà mình hát ha. Nhưng mà bây giờ khoan, bây giờ anh chị các bạn khoan mở nhạc đi. Để bắt đầu tiếp theo em hướng dẫn anh chị các bạn cách chỉnh cái hẳn. Rồi mình hẳn mở nhạc. Đó, bây giờ mình để điện thoại qua một bên. Khi nào mình hát thì mình hẳn mở nó lên. Bây giờ bắt đầu qua cái cách để chỉnh nè. Thì em cũng xin nói luôn là khi mà anh chị mua một bộ Mixer 4 bên em, thì khi gửi đến em đã chỉnh các cái nút cơ bản cho anh chị các bạn ha. Tức là chỉnh phần cơ bản. Còn anh chị các bạn muốn chỉnh theo ý của mình như thế nào á, thì là tùy cái ý thích của mình ha. Đây, cái phần khi mà em gửi đến là em sẽ chỉnh như thế này. Anh chị các bạn nhìn nè, đây là cái like số 1, đây là like số 2, này là like số 3 và cái này là like số 4. Đó, thì anh chị bạn có thể mình stop cái video này lại và bắt đầu mình xem. Đó, nhiều khi trong quá trình vận chuyển nó sẽ bị xê dịch một hai nút ha. Thì anh chị bạn mình xem, mình chỉnh, mình dặn theo cái giống cái vạch của em nè. Đây là những cái vạch nè. Đó, còn cái đây, đây là cái làn trắng nè. Đó, thì nó để ngay đây, tức là hướng cái số 0 nè, anh chị bạn thấy nè. Đây, cái hướng số 0 ngay đây nè, để cái vạch trắng ngay này. Đây, cái vạch trắng ngay đây, hướng vào cái số 0. Đó, đây. Đó, thì anh bạn, chị các bạn có thể mình chỉnh lại rồi. Bây giờ mới bắt đầu vào, em giới thiệu từng nút để anh chị các bạn mình có thể chỉnh theo cái ý thích của mình. Và mình hạn chế làm sao, chỉnh làm sao cho nó hạn chế bị ít bị vỡ tiếng nhất nha. Rồi, bây giờ anh chị mới bắt đầu mình lấy cái tai nghe nè, mình đeo vào để bắt đầu mình nghe trong tai nghe để mà mình chỉnh ha. Rồi đây em sẽ xin giới thiệu nha. Đây nè, đây là cái hướng cái dãy này nè. Anh chị thấy các bạn á, giữa cái lằn của nó có một cái vạch trắng như vậy để nó phân làn đó. Thì đây, đây cái tay em chỉ xuống đây là cái dãy để chỉnh mic 1. Đây là cái dãy để chỉnh mic 2. Và đây là cái dãy để chỉnh âm lượng nhạc nha. Đây là dãy này để chỉnh đường nhạc nè. Còn đây là cái dãy mà là âm lượng tổng của cả tiếng nhạc và tiếng mic. Rồi bây giờ em sẽ nói qua cách chỉnh các cái nút bên mic, dãy mic 1 như thế nào, thì cái bên cái dãy mic 2 nó sẽ tương tự y chang như vậy luôn. Rồi bây giờ cái nút này và cái nút này, nút này và nút này là dùng để chỉnh âm lượng mic ha. Đây thường á thì anh chị đây, các anh chị các bạn sẽ thấy nó có cái vạch trắng ở đây nè.
thì anh chị bạn sẽ đẩy nó ở con số 0 ngay đây. Đó. Như vậy là cái cách mà em chỉnh nó mặc định ha. Còn anh chị các bạn ví dụ tiếng mình nhỏ quá thì mình tăng âm lượng lên xíu, tăng âm lượng mic lên xíu. Còn tiếng mình mà quá to, to quá hát nó bị vỡ tiếng luôn á, khi mà nó thu âm vào á là hoặc là livestream nó sẽ vỡ tiếng, thì mình giảm bớt âm lượng xuống một xíu. Nhưng mà mặc định thì em cứ để cái vạch trắng này ngay cái lằn số 0 đây nè. Rồi. Tiếp theo là cái nút màu đen này. Đây nè, cái nút nó có màu đen đây nè. 1, 2, 3. Ba cái nút này anh chị để cho em cái hướng 12 giờ hết đây nè. Nó có cái vạch chỉ giống như cái kim đồng hồ vậy đó. Chỉ hướng 12 giờ. Đây. Rồi tiếp theo đây là chép nè. Mình muốn giọng mình sáng thì mình tăng chép lên. Này là trung nè. Đó là ở cái quãng trung, cái giọng quãng trung của mình á. Đó. Này trung nè. Này là bass nè. Này là nút bass. Bass là mình giống muốn cái giọng mình ấm thì mình tăng bass. Còn không thì đây em đang để mặc định là 50%. Đó. Tiếp theo cái nút màu đỏ này, 1 2 3 4, bốn cái nút màu đỏ này anh chị các bạn không dùng đến, mình không có chỉnh đến mấy cái nút màu đỏ này. Thì hiện tại em đang tắt nè, em bật nó về số 0 ở đây. Đó, là em tắt hết. Tiếp theo cái nút màu vàng. Nút màu vàng ở đây là dùng để chỉnh hiệu ứng echo vang nhại đó. Đó. Anh em đang để cái hướng 1 giờ, anh chị muốn nhiều hơn thì mình vặn lên. Đó, còn thường thì em sẽ để hướng 1 giờ như vậy. Rồi tiếp theo cái dãy chỉnh mic số 2 cũng tương tự như vậy nha, em không có nói lại. Tiếp theo ở đây là cái đường để chỉnh chỉnh nhạc nè. Và cái nút số 1. Nút này và cái nút này cũng là để chỉnh âm lượng nhạc nè, này và này. Đó thì hiện tại cái vạch trắng ở đây em cũng đang để ở cái ngay cái số vạch số 0 đây luôn. Đó là để cho nó là mặc định là em sẽ để như vậy ha. Hoặc là anh chị các bạn có thể chỉnh âm lượng nhạc to nhỏ ngay trên chính con điện thoại mình kết nối Bluetooth đó, mình chỉnh âm lượng nhạc to nhỏ ngay trên đây luôn. Đó, còn không thì mình có thể chỉnh trên nút này hoặc là nút này đều được ha. Rồi, tiếp theo cái nút màu đen này là khi nãy em nói là không có đụng đến, là luôn luôn để nó hướng 12 giờ rồi ha. Còn đây là để chỉnh chép của nhạc nè, trung của nhạc nè, bass của nhạc nè, đây, chép trung bass của nhạc ha. Rồi cái nút đỏ này tắt. Cái nút vàng này cũng tắt luôn. Tắt là hoàn nó về cái hướng số 0 nè. Đó cái vạch này chỉ hướng số 0 nè. Rồi tiếp theo âm lượng tổng nè. Hai cái nút này là để chỉnh. Nút này bên đây là delay nè. Nó có ghi chữ delay là delay nè. Còn cái này là nó ghi chữ rep, tức là repeat đó. Đó. Thường thì em cũng sẽ để như vậy. Đó chỉ các bạn mình có thể đeo tai nghe vào và mình thử vặn lên. Vặn lên mình xem như thế nào. Mình chỉnh theo cái ý thích của mình ha. Thường thì em sẽ để nó hướng cái mũi tên, hướng cái vạch này chỉ với 1 giờ hai cái bên đây luôn. Rồi cái này là âm lượng của tai nghe. Tai nghe thì em đang để hướng tầm 3 giờ. Anh chị bạn muốn nghe to hơn thì mình vặn lên. Vặn lên maximum nhưng mà để tầm hướng cỡ 3 4 giờ á, 3 giờ hoặc là đây hướng này 4 giờ là được ha. Đây là hướng 3 giờ đi, âm lượng tai nghe nha. Còn chị mà tắt qua đây là trong cái tai nghe không còn nghe nữa, mình sẽ để tầm hướng 3 giờ thôi. Rồi cái nút màu đỏ này cũng không dùng đến tắt. Rồi cái nút màu vàng này cũng là để chỉnh cái hiệu ứng echo vang nhại nè. Đây, chỉnh hiệu ứng echo vang nhại của cả hai mic bên đây luôn. Thì em cũng để hướng tầm 1 giờ như vậy, mình muốn nhiều hơn thì mình tăng cái nút này lên luôn. Đó. Và còn cái cần gạt này màu đen đây, nó có cái vạch màu trắng ngay đây. Thì em cũng sẽ để nó cho nó nằm ngay cái vạch số 0 này luôn. Đó, như vậy thì nó cái âm thanh nó sẽ hạn chế cho mình là nó bị hạn chế bị vỡ tiếng nha. Chứ nhiều một số anh chị bạn á, mình mở lên đây quá to, mở lên gần maximum, đẩy gần hết kịch cái đây luôn á, thì nó sẽ rất là dễ bị vỡ tiếng ha. Mình để tầm như vậy thôi. Xong rồi á, khi mà mình hát live thử, mình nghe lại thử thấy nó ok rồi thì mình để. Còn thí dụ nó hơi nhỏ thì mình đẩy nó lên chút, hoặc là nó không to quá thì mình kéo cái cần này xuống chút đó. À, và còn cái nút ở đây nè, nút ở đây á, là khi mà anh chị các bạn nhấn xuống để cho nó nằm sát xuống á, nằm sát xuống thì là nó sẽ dùng để cho là nguồn 48V ha, sẽ dùng cấp nguồn cho những con mic mic nào mà chạy nguồn 48V thì anh chị các bạn nhấn xuống cho nó nằm sát xuống nha. Đó. Thì hoặc là mình luôn luôn nhấn cái nút này cho nó nằm sát xuống luôn, không cần phải nhấn nó lên lại, cứ để cho nó nằm sát xuống. Đó, nó như thế này là nó sẽ trồi lên cao nè. Và mình sẽ nhấn xuống cho nó nằm sát xuống như vậy nha. Vậy em xin chốt lại như thế này ha, chốt lại cái vấn đề cho một số anh chị bạn hỏi em là sao mà mình hát F4 á,
thì nó có một số anh chị là nó bị vỡ tiếng ha. Thì á, nó vỡ tiếng á, nó sẽ nằm ở hai cái nguyên nhân như thế này. Một á, là anh chị các bạn á, cái tiếng mic nó to, nó quá to, hoặc là do cái tiếng của mình nó to quá. Và khi mà anh chị cầm mic á, tại con mic này nó rất là bắt mic, anh chị các bạn để sát mic quá, thành ra nó hút cái tiếng mình nó quá to đi. Khi mà mình hát á, mình nên để nó hơi cách xa ra một chút ha. Đó. Và nhất là khi mà mình lên điệp khúc á, mình nên kéo cái con mic nó xa ra một chút, chứ không mà mình cứ dí con mic sát vô miệng quá, gặp cái mic này nó hút nữa thì nó thành ra nó rất dễ vỡ tiếng. Đó là trường hợp thứ nhất, là do cái tiếng mic nó quá to. Thì mình có thể khắc phục bằng cách nó như khi nãy em chỉ là cái cách cầm mic ha, hoặc là mình có thể giảm âm lượng mic ở đây xuống nè. Đó, cái nữa là hoặc là do cái tiếng nhạc nữa, tiếng nhạc anh chị mở quá to, như một vài anh chị đẩy cái cần này lên tới maximum đây luôn, thì thành ra tiếng nhạc quá to nó cũng dễ dẫn đến là mình bị vỡ tiếng. Đó, khắc phục bằng cách là mình chỉnh lại. Đó, có thể kéo nó xuống như thế này. Đó, xem cái cách khi nãy em hướng dẫn á. Đó. Hoặc là anh chị bạn giảm bớt âm lượng nhạc trên cái điện thoại đây xuống. Và đồng thời mình cũng thể kéo cái cần cần âm lượng tổng nè, kéo cần âm lượng tổng đây xuống. Âm lượng tổng đây xuống một chút. Đó. Thì theo mà cái cách em chỉnh cơ bản mặc định như vậy á, là em đã thấy nó là gần như là ok rồi ha, đã ok rồi. Còn nếu như mà một số trường hợp anh chị đặc biệt á, thì mình xem cái cách khi nãy giờ mà em nói đó, thì mình chỉnh theo cái của mình ha. Rồi nếu như mà anh chị các bạn cảm thấy video này hay có ích thì nhớ cho em một like ha, và đừng quên là bấm đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi em ra video mới ha. Rồi, cảm ơn chị các bạn đã xem hết video clip này và đã ủng hộ bên shop Ken Audio trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Và nếu như mà anh chị bạn cần một bộ mic để hát thu âm livestream uy tín chất lượng thì có thể liên hệ với bên Ken Audio của em, hoặc là kết bạn Zalo với số điện thoại đó là 0932 075 612. Rồi, xin chào anh chị các bạn. Hey, hello anh chị và các bạn. Nếu như cảm thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo, bấm vào tất cả để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nha.